xây dựng một portfolio, portfolio thật tốt. Chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ gợi ý cho các bạn cách để chúng mình có thể làm portfolio của bạn. Đây là một thứ rất là cần thiết trong nhiều lĩnh vực. Thế nhưng do chuyên ngành cá nhân mình thì trong video ngày hôm nay chúng mình sẽ tập trung vào portfolio của ngành nghệ thuật. Tức là bạn có thể áp dụng những cái gì mà mình sẽ nói trong video này vào hồ sơ xin học hoặc là xin việc ngành thời trang này, hoặc là ngành thiết kế đồ họa, hoặc là quay dựng video ở một ngành nghệ thuật. Trước khi vào video thì chúng mình cần phải hiểu về nó đã. Khi mà bạn hiểu rõ portfolio là gì và cần bao gồm những cái nội dung gì, với hình thức như thế nào, dành cho ai, thì chúng mình sẽ trả lời được câu hỏi là bạn cần phải làm nó như thế nào cho tốt nhất. Mình đã tìm định nghĩa ngắn gọn của portfolio ở trường Đại học Nghệ thuật London, tức là University of the Arts London, như sau. Nguyên văn tiếng Anh của định nghĩa này là như sau, bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn này. Portfolio is a collection of your work which shows how your skills and ideas have developed over a period of time. It demonstrates your creativity, personality, abilities and commitment and helps us to evaluate your potential. Mình sẽ dịch định nghĩa này sang tiếng Việt như sau. Portfolio là tổng hợp các sản phẩm của bạn. Những tác phẩm này phản ánh quá trình phát triển ý tưởng cũng như là kỹ năng của bạn qua một khoảng thời gian. Nó thể hiện sự sáng tạo của bạn, cá tính và khả năng và sự cam kết của bạn với công việc, và từ đó được sử dụng để đánh giá tiềm năng của bạn. Đó là định nghĩa của portfolio. Theo một cách nào đó, portfolio có thể được gọi là hồ sơ tác phẩm. Thế nhưng mà nghe nó hơi kiểu dài dòng mà không được thuận tai cho lắm đúng không? Thế cho nên là mình sẽ không dịch cái từ này ra tiếng Việt mà giữ nguyên nó là portfolio trong video này. Định nghĩa của portfolio mà chúng mình vừa đọc sẽ phù hợp hơn với các bạn sinh viên đi nộp hồ sơ xin học, hơi khác một chút so với portfolio của một người đã đi làm rồi. Chúng mình sẽ nói kỹ hơn trong video này sau. Bây giờ thì bắt đầu các bước để bạn có thể xây dựng một portfolio thật tốt nha. Bước đầu tiên trước khi làm portfolio là bạn phải đọc thật kỹ yêu cầu của nơi mà bạn đang cần nộp hồ sơ. Đây có thể là trường đại học, cũng có thể là công ty. Hoặc là nếu mà bạn làm portfolio như một nghệ sĩ độc lập thì các khách hàng chính là đối tượng mà bạn cần nghiên cứu thật là kỹ. Việc gì cũng vậy hết, khi mà bạn hiểu thật rõ mục đích của việc bạn đang làm, từ đó bạn mới có thể tìm ra phương án thực hiện tốt nhất. Trước khi nghĩ đến chuyện có một portfolio thật là tốt này, thật là long lanh xuất sắc, thì bạn cần phải có một portfolio đúng yêu cầu rồi đã. Nếu đã là trường lớp hoặc công ty nào đó cụ thể yêu cầu bạn phải trình bày cái portfolio của bạn như thế nào, thì họ sẽ đưa ra hướng dẫn rõ ràng là nội dung phải có cái gì này, có bao nhiêu sản phẩm ở trong đó này, dạng file là gì này, kích cỡ như thế nào, có cần nộp thêm cái gì bên cạnh đó không. Thì bạn phải ghi lại hết tất cả những cái lưu ý đó vào sổ để thực hiện cho đúng. Đó là đối với trường lớp công ty. Còn nếu bạn là lao động tự do và đang xây dựng portfolio để thu hút thêm khách hàng thì bạn sẽ có nhiều tự do hơn trong cái việc làm như thế nào mà bạn muốn. Tại vì portfolio là thứ để thể hiện tư duy sáng tạo và cá tính của bạn. Vậy thì nếu mà bạn không có một trường lớp hay là công ty đưa ra yêu cầu cụ thể là portfolio cần cái A, cái B, cái C chẳng hạn, thì một portfolio tự do trước hết sẽ cần phải bao gồm những sản phẩm thuộc ngành của bạn. Nghe thì có vẻ rất ngớ ngẩn đúng không? Rõ ràng là như thế rồi, ủa đâu cần làm hẳn một cái video để nói là đừng làm toán, ở trong vở văn nó lạc đề. Thế nhưng mà bạn sẽ ngạc nhiên khi biết được rằng có nhiều người đi lạc đề như thế nào. Có rất là nhiều người trong ngành thiết kế thời trang chẳng hạn, thế nhưng trong portfolio của người ta lại để một ít ảnh chân dung, một ít tranh vẽ bố cục, một video chủ đề gì đó khác nữa là không được. Có thể bạn sẽ muốn thể hiện khả năng và đính kèm một số bức tranh vẽ cơ thể người chẳng hạn. Thế nhưng mà thiết kế thời trang phải là phần áp đảo nếu mà bạn muốn nộp hồ sơ học thiết kế thời trang. Mình từng mở một số portfolio ra mà cảm giác giống như là mở một cái USB chứa file vậy đó. Tức là mỗi thứ một tí, cái gì cũng sơ sài. Đừng như vậy, portfolio của bạn sẽ phải tập trung vào cái chuyên ngành và trình bày cũng phải tốt nữa. Nhưng chuyện trình bày chúng mình sẽ nói ở cái phần sau. Còn bây giờ bước đầu tiên các bạn ghi nhớ là nội dung portfolio phải đúng yêu cầu và tập trung thể hiện chuyên ngành của mình. Xong cái bước thứ nhất, bây giờ chúng mình đã biết là portfolio cần phải có các cái sản phẩm thuộc chuyên ngành của mình rồi. Bây giờ bước thứ hai là quyết định xem trong portfolio nên bao gồm các tác phẩm đã hoàn thiện hay là trình bày quá trình làm việc. Thường thì đối với các trường đại học người ta sẽ muốn bạn trình bày quá trình, giống như là định nghĩa portfolio của trường Đại học Nghệ thuật London mà chúng mình vừa mới đọc ở phần đầu video đó. Ví dụ đi, trong portfolio thời trang, bạn trình bày một bộ sưu tập thiết kế sử dụng thổ cẩm ở Sapa chẳng hạn, thì họ sẽ muốn xem quá trình phát triển từ những cái cảm hứng đầu tiên, tức là những hình ảnh và quan sát của bạn về Sapa này, về nét văn hóa con người ở đây, điểm độc đáo trong cách họ sản xuất vải. Sau đó hình ảnh bạn trình bày quá trình bạn vẽ những cái đường nét bạn được truyền cảm hứng từ ruộng bậc thang này, từ miếng vải nhỏ bạn sưu tầm được, những chiếc khuy đính, bảng màu mà bạn được truyền cảm hứng, vân vân. Cuối cùng là mới đến những cái thiết kế hoàn thiện, họ muốn xem quá trình bạn sáng tạo, cái cách mà bạn tư duy về hình khối màu sắc. Đối với các trường đại học thiết kế,
kỵ nhất là xem Chanel một tí, xem Dior một tí rồi thay đổi chút chút thành phiên bản thiết kế của mình. Các bạn cần phải phát triển nghệ thuật thiết kế của cá nhân bạn, lấy cảm hứng từ văn hóa, từ lịch sử, từ kiến trúc, mỹ thuật, vân vân. Đối với một bản vẽ phối cảnh trên máy tính chẳng hạn thì họ muốn xem cái quá trình bạn phát triển từng layer một chẳng hạn. Đó là với trường lớp, còn đối với công ty ấy, thì thường họ muốn xem những gì đã hoàn thành thôi. Trong quá trình tuyển dụng họ cần lướt qua mỗi hồ sơ rất là nhanh, thế cho nên mọi thứ bạn trình bày trong portfolio cần phải là những cái gì mà hoàn thiện nhất và tốt nhất, thể hiện rõ nhất kỹ năng công việc của bạn. Số lượng tác phẩm trong một portfolio có thể dao động trong khoảng trên dưới 10 cái là tốt rồi, tùy theo đặc tính từng ngành, trừ khi là trường hoặc là công ty yêu cầu một con số cụ thể khác. Mở một cái portfolio ra mà chỉ có 2-3 cái sản phẩm thì không đủ để người ta đánh giá năng lực. Thế nhưng nếu mở ra có đến mấy chục cái trong đấy thì người ta cũng không biết bắt đầu xem từ đâu, mà làm nhiều quá vậy thì nhiều khả năng là chất lượng cũng không biết có thể là quá cao hay là không. Bởi vậy cho nên là theo mình, trừ khi là được yêu cầu chính xác số lượng, còn không thì cứ để khoảng trên dưới 10 cái tác phẩm trong portfolio, xếp thứ tự từ hay nhất, đẹp nhất, xuất sắc nhất lên trên đầu rồi dần dần xếp ra làm sao. Bước tiếp theo là quyết định portfolio nên ở đâu thì có hai dạng chính. Một là dạng cứng, tức là nó là cuốn sổ ở trên tay. Cái này rất là phổ biến đối với sinh viên nghệ thuật. Ngày xưa mình đi học cũng có một cái cuốn gọi là sketchbook, tất tần tật các cái thiết kế là làm vào trong đó. Nhưng cái này có điểm hạn chế là bạn đi được đâu thì mới mang được nó tới đó. Nhiều khi nó rất là bự, cồng kềnh, cho nên là chỉ khi đi học mới được yêu cầu thì bạn mới làm thôi. Còn lại thì mình khuyến khích các bạn làm portfolio ở dạng thứ hai, tức là dạng digital, dạng mềm ở trên máy tính. Không chỉ đa dạng hơn về dạng tác phẩm mà nó còn dễ dàng đi qua cái internet để đến với nhiều người hơn, mở ra cho các bạn nhiều cơ hội hơn. Bên cạnh đó thì online portfolio cũng dễ sắp xếp và chỉnh sửa hơn. Nói chung là tiện hơn rất là nhiều. Và trong hầu hết mọi trường hợp thì mình khuyến khích các bạn nên xây dựng portfolio online. Kể cả tác phẩm của bạn là tác phẩm ở trên giấy thì bạn cũng có thể dễ dàng từ đó bạn scan lên máy tính và từ đó nó trở thành online portfolio của bạn. Nền tảng mà mình gợi ý các bạn nên sử dụng để xây dựng portfolio là Behance.net. Đây là một trong những website phổ biến nhất để các bạn có thể sử dụng cho việc xây dựng portfolio một cách hoàn toàn miễn phí. Và bản thân cái website này cũng được tối ưu hóa cho cái chức năng này. Không chỉ có giao diện tối ưu mà độ phổ biến của nó cũng sẽ giúp bạn được tìm ra bởi các khách hàng tiềm năng hơn. Dùng Behance là tiện nhất, nền tảng người ta đã xây dựng sẵn rồi, bạn chỉ cần tải sản phẩm của bạn đăng lên đó thôi. Hoặc là nếu bạn cầu kỳ hơn nữa thì bạn làm trang web riêng của bạn. Bản thân trang web bạn cũng đã có những cái công cụ đã xây dựng sẵn như là Squarespace này, Wix hoặc là WordPress. Sử dụng những cái này thì bạn có thể có nhiều tự do hơn về lựa chọn giao diện và hình thức của portfolio của bạn. Một phương án nữa mà mình liệt kê ra thôi, tại vì nó cũng là một phương án, tuy nhiên mình không khuyến khích là tự xây dựng trang web của bạn không sử dụng nền tảng gì hết, tức là tự viết code các thứ thì mình không nghĩ là nó tối ưu và có lẽ cũng chưa cần thiết ở thời điểm hiện tại của các bạn. Thì đó, khi mà các bạn đã lựa chọn một trong những nền tảng online mà mình vừa gợi ý ở trên thì các bạn sẽ có một cái portfolio online luôn luôn sẵn sàng ở đó để trường hoặc là nhà tuyển dụng có thể mở ra xem tác phẩm của bạn, chỉ cần gửi một đường link thôi. Theo ý kiến của mình thì nên tránh làm một cái file đồ họa nặng chính trực để gửi đính kèm với cái hồ sơ gửi đi. Tại vì thứ nhất, email chỉ cho đính kèm tối đa là 25MB file thôi. Thứ hai là giả sử người ta đang không tiện tải về máy hoặc là kết nối internet người ta chậm chẳng hạn thì sẽ khó tải, rất là bất tiện. Cứ một đường link dẫn đến cái online portfolio là dễ cho cả bạn lẫn người nhận nhất, mà lại bảo đảm chất lượng hình ảnh mỗi lần người ta mở xem. Bước tiếp theo là sắp xếp chọn lựa cái nào bỏ vào, cái nào bỏ ra, rồi sắp xếp cái nào trước, cái nào sau. Khi mà bạn xem video này thì trong tay bạn nên có nhiều sản phẩm rồi, dù có thể là kinh nghiệm bạn chưa có. Tại sao mình lại nói như vậy? Lý do là tại vì nếu mà bạn đã tự nhận rằng mình thích vẽ, thích thiết kế, thích dựng phim vân vân thì trong tay bạn nên có những cái sản phẩm của hoạt động mà bạn nói là bạn thích làm. Nếu mà bạn chỉ nói ôi tôi thích hội họa lắm, tôi muốn theo đuổi hội họa, thế nhưng trong tay bạn không có một bức vẽ thì có thể bạn chưa nghiêm túc như là bạn nên. Trong ngành nghệ thuật không có chỗ cho sự hời hợt. Nó rất khốc liệt và nó đòi hỏi hai điều chắc chắn bạn phải có. Một là sự đam mê nghiêm túc với nó, hai là tinh thần học hỏi đổi mới liên tục. Bởi vậy nếu trong tay bạn chưa có gì thì có lẽ bây giờ là lúc để bạn nghiêm túc dành nhiều thời gian hơn cho cái việc mà bạn quyết định theo đuổi. Còn nếu bạn đã có nhiều sản phẩm mà bạn làm ra thì nhiều khả năng là trong số đó sẽ có một vài cái tốt thật là tốt, một vài cái ổn ổn và một vài cái thường thường thôi. Điều bạn cần làm là chọn lọc và chỉ trưng ra những cái gì mà bạn tin rằng tốt nhất. Nghĩ về cái portfolio của bạn như là một cái phòng trưng bày rất là chật vậy đó. Nó chật là bởi vì không ai có thời gian hay là đủ quan tâm đến bạn để dành ra 3 tiếng đồng hồ nghiền ngẫm kỹ càng từ đầu đến cuối tất cả những cái thứ ở trong cái bảo tàng đó. Họ sẽ chỉ xem lướt qua vì còn rất là nhiều ứng viên khác nữa. Bởi vậy cho nên nhiệm vụ của bạn là chứng minh mình càng nổi trội, càng nhanh càng tốt. Tức là chỉ những tác phẩm tốt nhất của nhất mới cho vào portfolio mà thôi. Không bao giờ cho vô một cái gì đó mà bản thân bạn cũng thấy nó cũng không tốt lắm, thế nhưng mà cho vào nhìn cho nó có cái để xem, nhìn cho đỡ bị trống quá. Nếu cảm thấy không chắc chắn thì bạn có thể tham khảo ý kiến của bạn bè thầy cô hoặc
là những người bạn quen mà có kinh nghiệm ở trong cái nghề đó. Sau khi bạn có khoảng 5 đến 10 tác phẩm mà chắc chắn là tốt, thật tốt rồi, thì bạn sắp xếp cái nào tốt nhất lên đầu tiên, cái gì xuất sắc nhất phải đập vào mắt trước. Giả sử bạn dùng Behance đi, thì mở portfolio của bạn ra sẽ có các sản phẩm xếp ngay ngắn để người xem có thể bấm vào từng dự án cụ thể mà họ muốn xem, thì những cái tốt nhất nên ở trên cùng. Bên cạnh đó thì bạn cần phải chăm chút kỹ cho cái hình bìa và tên tác phẩm của bạn. Tại sao? Tại vì cái hình bìa và tên tác phẩm sẽ quyết định là đối phương có nhấn vào xem hay không. Nếu mà bạn có một món quà tuyệt vời, thế nhưng mà bạn lại gói vào trong một cái hộp xấu ơi là xấu, thì người ta cũng đâu có muốn mở ra xem, đúng không? Bởi vậy hình bìa và tên tác phẩm bạn phải đặt tên rõ ràng này, hình ảnh phải hấp dẫn, thể hiện nội dung bên trong thật là rõ. Bên cạnh đó thì chữ nghĩa phải thật là chỉn chu, không viết tắt và không được để có lỗi chính tả. Như vậy thì người ta mới muốn nhấn vào xem và hy vọng là tác phẩm của bạn đủ tốt để người ta thấy bạn đáng giá cho cái điều mà bạn đang ứng tuyển. Bước cuối cùng sau khi mà bạn đã soạn ra được một portfolio hoàn chỉnh là xin ý kiến của người khác. Thật thận trọng với bước này, tại vì nghệ thuật là lĩnh vực rất là khó nói, không có đúng sai rõ ràng, không phải ai nói gì bạn cũng nên nghe. Một tác phẩm của bạn có thể người này thấy đẹp, người kia lại thấy xấu. Bởi vậy cho nên an toàn nhất là bạn hãy tìm đến những người có kinh nghiệm trong ngành của bạn. Người này có thể hoặc là thầy cô của bạn, cũng có thể là cấp trên của bạn nếu mà bạn đã đi làm, cũng có thể là những người anh chị trong nghề mà bạn quen biết. Nếu cần nhận xét về hội họa thì đừng tìm đến một anh kỹ sư. Tìm kiếm góp ý của người khác mà lại tìm sai chỗ thì cuối cùng có khi lại là hại chính mình. Sau khi mà bạn thu nhận góp ý của những người nhiều kinh nghiệm hơn trong ngành ấy, thì bạn hãy suy nghĩ lựa chọn những ý kiến phù hợp để khắc phục portfolio của mình cho tốt hơn. Tuy nhiên, việc này là hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Mình biết là nhiều bạn trong số các bạn khi mà làm nghệ thuật ấy, thì cái bản ngã rất là mạnh và luôn muốn tin rằng tác phẩm của mình là tốt nhất. Cái điều này cũng không phải là không nên. Nghệ sĩ cần phải có một bản ngã của nghệ sĩ, cần phải tin vào mình. Nếu các bạn không muốn xin ý kiến của người khác về portfolio của mình thì thôi. Thế nhưng mà hãy nhớ là rồi cuối cùng portfolio này cũng cần được đánh giá bởi một người khác. Mình không phải là cái rốn của vũ trụ, mình tự tin vào mình, thế nhưng mà cần phải có một thái độ cầu thị và học hỏi thì mình mới có thể tiến xa được. Sự kiêu ngạo là đặc quyền của những người đã giỏi rồi, đã có vị trí rồi, đã được đánh giá người khác. Còn mình nếu mà chưa tới được đó thì mình chưa nên, mình cần phải khiêm tốn một chút. Và đó là các bước mà mình chia sẻ với các bạn để xây dựng một portfolio thiết kế nhằm giới thiệu với đối phương những gì mà bạn đã làm. Sau đây mình sẽ chia sẻ thêm một số cái mẹo nhỏ mà mình có để làm cho portfolio của bạn có thể tốt lên hơn nữa. Mẹo đầu tiên là các bạn có thể tham khảo thêm các portfolio xuất sắc khác. Nếu mà bạn có điều kiện đến thăm trường mà bạn đang muốn ứng tuyển thì đây là cơ hội rất tốt để các bạn tranh thủ đến xem tác phẩm đang được trưng bày của các anh chị sinh viên đi trước. Thường thì các tác phẩm xuất sắc nhất mới được chọn trưng bày, thế cho nên là các bạn có thể từ đó mà có thêm ý tưởng cho mình, cũng như là hình dung được cái mức chất lượng mà trường yêu cầu. Tất nhiên là đừng cảm thấy áp lực quá, tại vì thấy sản phẩm của người ta xuất sắc quá thì mình không biết là mình làm như nào để được như vậy. Thế nhưng mà những anh chị đó là dạng giỏi đặc biệt của trường rồi, cho nên là mới được trưng bày như vậy. Còn mức trung bình thì cũng không đến cái mức như vậy đâu. Còn nếu mà bạn không đủ điều kiện đi xem trực tiếp như vậy thì cũng không sao, tại vì bạn có thể tham khảo ở trên online, ở trên Behance. Nó là nền tảng chung, cho nên là rất là nhiều người cũng sẽ có portfolio của họ trên đó để bạn có thể tham khảo. Bạn có thể tham khảo và học tập từ những người giỏi hơn. Sáng tạo không chỉ là ngồi tự nghĩ ra mọi thứ, sáng tạo là sự cập nhật và học hỏi liên tục. Đó là cái mẹo đầu tiên. Một mẹo nữa mà mình dành cho các bạn là hãy giữ mọi thứ đơn giản thôi. Sự cầu kỳ không đồng nghĩa với sự xuất sắc. Điều này nên áp dụng khi mà bạn tự thiết kế website trưng bày sản phẩm của mình. Hãy trình bày mọi thứ một cách rõ ràng và đơn giản hóa trải nghiệm của người xem. Càng nhanh chóng và càng dễ hiểu cho họ càng tốt. Và mẹo cuối cùng là hãy cập nhật thường xuyên. Ví dụ như là mình xem portfolio ứng tuyển của video editor chẳng hạn, mà mình lại thấy toàn những cái dự án đã thực hiện từ năm 2015, 2016 thì đó, thì không nên, tại vì mình không biết là bây giờ thì tay nghề của bạn đã như thế nào rồi, có thay đổi gì không, tại sao gần đây không thấy dự án mới, không biết là không làm hay là vì lý do gì mà không thêm vào portfolio. Rất quan trọng là các bạn chăm sóc cho portfolio của các bạn thường xuyên, tại vì đó là bộ mặt của các bạn. Làm cái gì mới thì nhớ cập nhật vào, cái nào có thể chỉnh sửa cho tốt hơn thì chỉnh sửa, cái nào cũ quá không còn thể hiện được phong cách thiết kế hiện tại của bạn thì bạn cũng có thể cân nhắc bỏ ra. Để khi người nhận họ mở portfolio của bạn ra thì họ sẽ biết là bạn vẫn kiên trì bền bỉ với công việc này, liên tục sáng tạo và tham gia những cái dự án mới. Hy vọng là các bạn đã thích video vừa rồi và hy vọng là những gì mình chia sẻ sẽ giúp cho các bạn xây dựng một portfolio thật là tốt. Like video và đăng ký kênh nhé, vì mình sẽ quay lại với video mới vào mỗi thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Và đừng quên follow mình ở trên Facebook cũng như là Instagram tại Giang ơi Vlog, mình sẽ để tên ở đây. Thông cảm cho mình với những lần mà mình nói portfolio, tại vì nó cứ thuận miệng nói portfolio nó rất là nặng, thế cho nên là nhiều khi mình cứ nói thành portfolio thì mong các bạn thông cảm. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình và tạm biệt các bạn.